Con khỉ nhân từ. Giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn là nghĩa cử cao đẹp, đáng để biết ơn. Thế nhưng không ít những việc làm ơn lại khiến người tốt bỗng dưng mắc oán. Đời xưa, có một con khỉ lớn, sức lực mạnh mẽ, trí não thông minh và lòng nhân từ của nó, chưa chắc người đã bì kịp. Nó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Nó đi khắp cả rừng cây này, núi nọ để cứu giúp những kẻ gặp cơn hoạn nạn. Một hôm, đang ngồi ăn trái ở trên cây, nó nghe có tiếng than khóc ở trong cái hang đá đưa ra. Ngạc nhiên, nó nhảy đến nhìn xuống hang, thì ra một người bị rơi xuống đáy mà chẳng có đường lên. Nó tìm lối xuống hang rồi nói rằng: "Anh kia, anh đừng sợ hãi, tôi xuống để cứu anh đây. Anh cứ leo lên lưng tôi để tôi cõng anh ra." Người bị nạn trong lòng sợ hãi nhưng cũng liền trèo lên lưng khỉ. Khỉ lần mò vịn từng cành cây, khớp đá, cố đem hết sức lực mới ra khỏi hang. Cả hai cùng mừng rỡ, nhưng vì quá mệt mỏi phải nằm lăn trên thảm cỏ xanh dưới một bóng cây to để nghỉ cho lại sức. Gió hiu hiu đưa người và khỉ vào giấc ngủ say. Khi tỉnh lại, người vừa được cứu thoát thầm nghĩ rằng: "Ta lâu nay đói khát và đường về nhà còn xa xôi, đồ ăn thì chẳng có. Chi bằng trong lúc con khỉ này đang ngủ, ta lén giết quách lấy thịt ăn qua ngày." Người ấy liền lấy một hòn đá to ném vào đầu khỉ. Khỉ bị thương, máu ra lai láng, liền nhảy lên cây nhìn xuống. Nó biết người kia cố tâm hại mình, lòng ngao ngán nhưng không giận hờn. Nó đau đớn nhìn con người ác độc ấy và để rơi từng giọt nước mắt theo từng giọt máu đỏ xuống đám cỏ xanh. Một hồi lâu, nó liền truyền qua cây khác, đi mất. Hãy tứ tình thương và đức độ xuống hận thù. Đừng bao giờ lấy gươm giáo trả lời với gươm giáo. Hãy sống cuộc đời chư Phật, hỷ xả từ bi. Quan hồn hiển linh, phá giải vụ án mạng, câu chuyện hoàn toàn có thật tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1949. Câu chuyện ly kỳ này tôi được nghe chính nhân vật kể lại. Đó là ông Hoàng Văn Hải, 70 tuổi, quê ở Cần Thơ. Giọng nói ông hiền từ, chậm rãi, thần thái của ông toát lên vẻ thật thà, phúc hậu của người có đạo. Ông bắt đầu câu chuyện của ông năm đó. Năm 1979, khi ấy ông làm đội trưởng đội bảo vệ của nhà máy bột mì có trụ sở đóng tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Vì nhà ở xa nên ông thường ở lại nhà máy. Đêm đầu tiên, vừa đặt lưng xuống giường, ông bỗng giật mình hốt hoảng như có ai đó dựng ngược chiếc giường dậy. Chiếc giường của ông nằm như có một bàn tay khổng lồ rung lắc. Hay là có ma ở đây? Ông chợt nghĩ. Ngày xưa, hồi còn nhỏ, nhà cha mẹ ông nằm sát bãi tha ma. Vào những đêm rằm, mùng một hay nửa đêm, thỉnh thoảng các em của ông đang ngủ, bỗng vùng dậy, khóc thét, mặt xanh đít nhái, rồi rúm ró trong góc giường, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Những lúc ấy, cha ông thường dậy thắp hương rồi niệm chú Đại Bi. Nhớ vậy, hít một hơi thật sâu, ông Hải từ từ nhắm mắt, ngồi tư thế kiết già, tay bắt quyết, miệng lầm rầm đọc chú. Khấn nguyện xong, ông lên giường đi ngủ tiếp. Ông ngủ một mạch đến sáng, giấc ngủ rất ngon. Bình yên được khoảng 2 tuần, một đêm trời đã khuya, đang nằm thao thức nhớ vợ nhớ con. Đột nhiên, ông thấy một làn gió lạnh luồn qua màn khiến ông rùng mình. Trở mình, với tay lấy cái chăn đắp, ông bỗng sững người. Một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, mặc áo trắng quần đen, đang đứng ngay thành giường, chìa tay xin, giọng thiều thào, thiểu não. "Tôi đói quá, làm ơn cúng cho tôi chút thức ăn." Ông Hải lấy hết can đảm, rướn mắt nhìn qua tấm màn. Ông nhìn rõ khuôn mặt gầy guộc với nước da trắng bợt, tái xanh, đôi mắt toàn lọng trắng của thiếu nữ. Ở khóe mép, ri rỉ hai dòng máu đỏ lờm. Ông hét to một tiếng. Bỗng thiếu phụ tan biến. Đêm đó ông thức đến tận sáng. Đêm hôm sau,
rồi đêm sau nữa. Cứ đến giờ tí, sau tiếng kêu thảm thiết lạnh người của con chim cú, là ông Hải lại nhìn thấy bóng người thiếu nữ mặc quần đen áo trắng đứng cạnh giường chìa tay xin ăn. Từ đấy, cứ vào bữa cơm tối, ông lại đặt một cái bát, một đôi đũa vào mâm. Trước khi ăn, ông bảo, mời hồn về xơi cơm. Một số người trong nhà máy thấy thế, thắc mắc hỏi. Ông bảo, tôi có cô em chết kẻ thiền lắm, thường đi theo phù hộ cho tôi thương lắm, tôi tin chết không phải là hết, nên tôi thường mời cô ấy về ăn cơm cùng tôi cho vui. Rằm tháng 7 năm ấy, ông Hải xin phép ban giám đốc nhà máy cho mình về quê để làm lễ cúng gia tiên. Buổi chiều hôm ấy, tự dưng ruột gan của ông nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Vợ ông thấy thế thì bảo, bố nó bị dông nhập hay bị cô nào ở trên Sài Gòn bắt ví hay sao mà cứ nhấp nha nhấp nhởm ra ngẩn vào ngơ thế kia. Ông Hải gắt, có bà bị dông nhập thì có. Sực nhớ đến dòng người thiếu nữ mặc áo trắng quần đen hay xin ăn ở nhà máy, ông Hải vội vàng dắt xe đạp như ma đuổi chạy lên thành phố, mặc cho bà vợ và đám con đã dọn sẵn cổ tưng bừng. Đêm ấy, Sài Gòn nóng nực, oi bức ngột ngạt như lò than. Đốt đống vàng mã cho thiếu nữ xong, ông Hải thấy mệt nên lên giường đi ngủ sớm. Trong giấc ngủ chập chờn giữa cái nóng như thiêu, ông bất ngờ gặp lại cô gái mặc áo trắng quần đen sau một thời gian dài vắng bóng. Thiếu nữ bảo, cảm ơn ông nhiều lắm, đã luôn chăm chút cho tôi vô cùng biết ơn và mong có ngày đền đáp. Lần này tôi cầu xin ông giúp cho tôi thêm một việc nữa. Ông Hải hỏi, việc gì cô cứ nói, nếu giúp được thì tôi sẵn lòng. Thiếu nữ bảo, chỗ tôi đang nằm nóng quá, mong ông hãy chuyển nhà giùm tôi. Nhưng tôi có biết nhà cô ở đâu đâu mà chuyển. Ông Hải trả lời, nhà tôi là cái thùng phi trồng cây sống đời, để ở trên sân thượng của tòa nhà này đó. Ông cứ đi theo tôi lên sẽ thấy. Nghe cô gái nói vậy, ông Hải tụt xuống giường đi ra cầu thang rồi leo lên sân thượng. Cô gái đi trước từng bước chậm rãi. Ông Hải chậm rãi bước theo. Bỗng khập, trán ông đập mạnh vào cánh cửa sân thượng đang đóng chặt. Đầu ông đau nhói, máu rỉ rỉ chảy. Ông Hải giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra mình vừa đi trong cơn mộng du. Ông vội bước xuống định bụng sẽ quay về phòng ngủ tiếp. Nhưng hình ảnh của cô gái quần đen áo trắng cùng lời khẩn cầu nhờ chuyển nhà giúp khiến ông dừng lại. Nghĩ ngợi một lát, ông quyết định quay ngược lại cầu thang. Hít một hơi thở sâu, ông đánh bạo đẩy cửa bước ra sân thượng. Ông đưa mắt nhìn khắp lượt, chiếc thùng phi to trồng cây sống đời kia rồi. Nó nằm ngay góc sân. Người ông bỗng lạnh buốt, ông rón rén bước lại gần. Chiếc thùng phi cao đến ngang ngực ông, bên trong đổ đầy đất. Gần thùng phi có một chiếc xẻng đã hoen rỉ. Ông rùng rùng cầm chiếc xẻng, tim ông đập mạnh hơn, mồ hôi vã ra như tắm. Ông khiển chân dùng xẻng xúc đất. Một nhát, hai nhát, chín nhát. Mũi xẻng chạm vào vật gì cưng cứng. Ông thò tay vào để nhấc lên. Một cái đầu lâu người. Ông hét lên một tiếng. Hộp sọ rơi xuống đất, lăn lồng lốc. Ông chạy bán sống bán chết về phòng, đóng rầm cửa lại. Sáng sớm hôm sau, nhận được tin báo của ông Hải, công an quận 6 đã phong tỏa nhà máy, bảo vệ hiện trường. Đội ngũ bác sĩ giám định pháp y của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được mời đến để khám nghiệm tử thi. Ông Hải nhớ lại, xác chết đã phân hủy nhiều, bị chôn ở tư thế ngồi. Ngày ấy những năm 70, quần áo pha nhiều ni lông nên gần như còn nguyên vẹn. Tôi rùng mình khi nhìn thấy chiếc quần đen và áo trắng của nạn nhân. Nó giống y chang bộ quần áo cô gái thường mặc mà tôi gặp trong giấc mơ. Cũng nhờ bộ quần áo này mà công an xác định đây là một nữ nạn nhân. Sau khi đo khoảng cách tỷ lệ xương, họ kết luận người phụ nữ này khoảng 23 tuổi, cao khoảng 1,5 m. Dáng người nhỏ nhắn, khi bị giết, cô ấy đang mang thai vì thấy cả hài cốt của thai nhi. Vậy người phụ nữ này là ai? Vì sao lại bị giết một cách dã man khi đang mang thai? Bác sĩ pháp y đã làm bản mô tả và căn cứ trên đó, cơ quan công an đã phát đi thông báo tìm gia đình nạn nhân. Bỗng một buổi chiều, một người phụ nữ trung niên tên là Trần Thị Mơ tìm đến công an quận 6 để trình báo.
Người phụ nữ này cho biết, đầu năm 1978, gia đình bà có một người con gái tên là Nguyễn Thị Kiều, 22 tuổi, đi khỏi nhà, từ đó không thấy trở về. Vì dạo đó nhiều người đi vượt biên, nên gia đình đã nghĩ có thể ai đó đã rủ rê Kiều bỏ nhà đi vượt biên, nên không báo với cơ quan công an. Sau khi nhận được thông báo của công an quận 6, thấy nhiều đặc điểm giống con gái mình như là dáng người, độ tuổi và đặc biệt là bộ quần áo giống với ngày con gái mặc khi bị mất tích, nên gia đình đã quyết định đến cơ quan công an để trình báo. Cũng theo như lời kể của bà Mơ, trước khi mất tích, con gái bà có yêu một người đàn ông làm phó chủ tịch phường, trụ sở của phường đóng tại địa điểm mà hiện nay đang là nhà máy bột mì. Tiếp nhận thông tin từ bà Trần Thị Mơ, các điều tra viên mừng như bắt được vàng, vì từ chỗ vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt, manh mối đã dần hé mở. Trước kia, khi Ủy ban Nhân dân phường đóng ở đây, có một ông phó chủ tịch phường tên là Nguyễn Tấn Phú. Một thời gian dài, ông Phú có quan hệ yêu đương với một cô gái trẻ. Nhưng gần đây, mọi người thấy anh ta không qua lại gì với cô gái đó, mà lại cưới vợ là một cô gái quê ở Bến Tre. Sau khi được triệu tập, hắn một mực phủ nhận, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phú đã phải cúi đầu nhận tội. Tại cơ quan điều tra, kẻ thù ác khai rằng, trước khi quen Nguyễn Thị Kiều, hắn đã có người yêu ở Bến Tre. Hắn xác định yêu Kiều cho vui, lắp chỗ trống cho đỡ buồn. Sau một thời gian yêu đương, Kiều thông báo là đã có thai và đề nghị cưới gấp. Điều đó khiến Phú rất khó xử, vì hắn đã định ngày cưới với cô gái mà hắn đã yêu từ lâu ở Bến Tre. Tất nhiên, Phú không dám nói ra sự thật này với Kiều, vì sợ Kiều làm ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến vị trí công tác và quan lộ của mình. Sau một đêm thức trắng nghỉ kế, hắn quyết định giết Kiều để bịt đầu mối. Một tháng sau, hắn ung dung cưới vợ ở Bến Tre. Câu chuyện kết thúc, kẻ thù ác đã bị bắt. Song đây cũng chỉ là một phần mở màn cho hàng loạt những quả báo mà y sẽ phải hứng chịu từ kiếp này sang kiếp khác mà thôi. Giờ đây, ngồi kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra cách đây gần 40 năm, ông Hoàng Văn Hải vẫn còn rất nhiều xúc cảm. Ông trầm ngâm bảo, tuy những giấc mơ kỳ lạ trên nằm ngoài hồ sơ vụ án, và cũng không ai có thể lý giải được vì sao lại như thế, nhưng đúng là cuộc đời này ân đền oán trả, lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát. Nếu trong cuộc đời quả thật là có cõi âm, có luân hồi chuyển kiếp, thì mỗi kiếp người chỉ giống như một ngày, kiếp sau chỉ như ngày hôm sau ngủ dậy. Vì thế, chúng ta hãy luôn sống trong chánh niệm, tỉnh thức để nuôi dưỡng lòng từ, chế tác hạnh phúc, an lạc, biết yêu mình, yêu người, đó mới là lẽ sống. Chứ cứ đấu tranh giành giật, mù mô, thủ đoạn, lọc lừa, chỉ mang tới kết cục là nỗi thống khổ vô biên trong hoàn trả ác nghiệp. Nói đoạn, ông nhấp một ngụm cà phê, rồi chậm rãi đọc. Dễ gì vật đổi sao thay, chỉ xin giữ một chút này cõi riêng, giữ bề bộn một cõi thiền. Lúc giông bão có bình yên náo mình, yên náo mình. Chuyện có thật ở Thừa Thiên Huế, 6 lần xuống thăm địa ngục. Bạn có tin rằng tồn tại một cõi đầy bí ẩn và sự khủng khiếp, được gọi bằng một cái tên mà chỉ khi nhắc tới thì ai cũng phải rùng mình, địa ngục. Tôi là Hoàng Minh Thắng, sống tại thôn Vĩnh Lưu, Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, sinh năm 1989. Câu chuyện sau đây có thể khiến bạn nghi hoặc, hoang mang hay sợ hãi. Nhưng với tôi, nó là một trải nghiệm chân thực. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên trong cuộc đời của mình. Nó khiến thay đổi thế giới quan của tôi một cách sâu sắc. Và trên hết, nó dạy tôi sống tử tế và biết trân trọng từng giây phút được sống ý nghĩa ở kiếp người. Tôi thường xuyên bị bóng đè, có những lần thấy rõ những hình ảnh đó. Khi thì là anh bộ đội, khi thì là một cô gái. Nhưng vốn là một học sinh chuyên toán, giờ đi làm nhà nước, lại về làm khoa học. Nên tôi cảm thấy hiện tượng bóng đè là hiện tượng khoa học và không lấy gì làm sợ hãi hay có chút suy nghĩ gì. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lần đó. Vào khoảng tháng 8 năm 2017, vẫn như thường lệ, tôi lại bị bóng đè,
lần này vẫn là cô gái mà tôi hay gặp trong những lần trước. Thường thì cô ấy chỉ đứng cạnh tôi, khuyên răn tôi những điều hay lẽ phải. Tôi nghĩ cô ấy là người tu hành, nhưng lần này thì khác. Cô ấy cùng một người đàn ông trung niên khác dẫn tôi đi tới một nơi. Nơi ấy, ban đầu hai bên đường đều là hoa màu đỏ và vàng úa. Họ nói là hoa la lan và hoa sa đéc. Lại gần xem thì hoa có 5 cánh sắc nhọn, trông rất lạ. Rồi chúng tôi đi tới một chiếc cầu nhỏ, gặp một người phụ nữ. Bà ấy nói đây chính là âm phủ và báo cho tôi biết thứ bảy này trong họ nhà tôi sẽ có người mất. Đi qua con đường đầy hoa đó là một dòng sông. Trải dọc bờ sông là những chiếc xích cực lớn, cỡ như một người đàn ông 60kg. Rồi tôi gặp một nhóm rất đông, những người nói rằng họ đã chết. Có những người nói họ muốn đi cùng tôi, lại có những người dọa dẫm tôi. Cũng có vài người nhận ra rằng tôi chưa chết. Những người này cho rằng tôi có oai thần rất lớn mới có thể còn chưa chết đã xuống đây. Nhưng hơn ai hết, tôi biết rằng tôi có người dẫn đường, phù hộ cho thì mới xuống đây được. Bỗng nhiên, tôi được đưa trở lại dân gian. Và khi tỉnh lại, song văng vẳng trong đầu là lời dặn dò của cô gái kia là phải lo tu. Có lẽ mọi thứ tôi sẽ cho là một giấc mơ kỳ quái thôi nếu như không có chuyện này xảy ra. Quả nhiên, vào thứ bảy tuần đó có một người trong gia tộc của tôi qua đời, y như lời người phụ nữ kia đã báo. Điều đó khiến thế giới quan của tôi đảo lộn. Tôi suy nghĩ rất nhiều và dần nhận ra trên đời này còn tồn tại những thế giới khác, chứ không chỉ mỗi thế giới vật chất này. Sau lần đầu tiên đó vào tháng 3 năm 2018, một lần nữa cô gái ấy lại dẫn tôi đi. Tôi được dẫn đến một khu rất đông người, nhưng lần này cảnh tượng thật đáng sợ. Người người lớp lớp nhô lên ngập xuống, quằn quại trên một bề mặt toàn lửa là lửa. Nhìn kỹ thì là nham thạch nóng chảy đang sôi lên sùng sục. Trời đất thiên địa ơi, lửa bình thường đốt đã đau đớn lắm rồi, đây là nham thạch nóng chảy thì đau đến mức nào. Khi tôi còn chưa hết bất ngờ thì một bàn tay chụp đến kéo chân tôi xuống. Sợ quá, tôi chỉ còn biết niệm Phật liên hồi. Thật kỳ diệu, một sức mạnh vô hình giữ tôi lại. Họ đã không thể kéo tôi xuống được biển lửa đó. Tôi liền chạy thật nhanh, thì đến một khu vực. Ở đây có những bàn nhậu, nhiều người đang ngồi quanh bàn. Nhưng đây là địa ngục, nên bàn nhậu không có giống như trần gian. Có bia nhưng không được uống. Không ai đánh đập, mà tự họ quay cuồng đến mức độ nghiêng dại. Họ vò đầu bứt tay, quằn quại vô cùng đau đớn. Và bên cạnh họ, tôi nhìn thấy một bản ghi rất rõ: tội sử dụng bia rượu và các chất gây nghiện. Tôi lại đi tiếp, tới một cây cầu treo rất nhỏ và khó đi. Tôi lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cây cầu lắc lư, nhưng rồi tôi cũng vượt qua được. Vừa qua bên kia, đập vào mắt là cảnh tượng một người phụ nữ phương Tây rất đẹp, mặc váy xanh, mũm mĩm với làn da trắng gợi cảm. Cô bị một con quỷ mặt mũi hung tợn, thân người mà mặt chó sói. Nó phóng cây lao xuyên qua người cô, cắm lên tường, nhìn cực kỳ rùng rợn. Tôi hỏi và được cho biết cô ta bị hành hình là do mắc tội ngoại tình và giết chồng. Tôi buộc miệng, tội quá, đừng làm vậy. Con quỷ lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt hung tợn chưa từng thấy, chỉ nhìn thôi là tôi hồn vía rụng rời. Nhà ngươi cũng sẽ bị kết cục như vậy đó. Phục, con quỷ chặt đầu cô ta quăng xuống đất, chỉ và nói như quát, tội ngoại tình. Sợ quá, tôi giật mình tỉnh giấc, mà đầu thì vẫn văng vẳng lời dặn dò của cô gái dẫn tôi đi, phải biết tu sửa. Quả báo của tội ngoại tình, giết người thật đáng sợ. Tôi thề sẽ sửa đổi bản thân, không dám phạm tội này nữa. Sau trải nghiệm kinh hoàng đó, bẵng đi một thời gian. Qua năm sau, khoảng tháng 3 năm 2019, tôi lại bị ai đó đè nặng khi đang ngủ. Rồi tôi có cảm giác rơi vào một cái hố sâu hun hút như trên một đường ống khổng lồ. Nó đen xám, sâu hun hút, rồi rơi xuống một cái đầm lầy trong tình trạng bị trói cả tay và chân. Ở đây có rất nhiều người cũng bị trói như tôi, tất cả đều rất hoảng loạn. Rồi một con quỷ hình thù trông ghê rợn, cầm dao đi tới định thọc vào họng tôi.
tôi sợ điếng cả người. May bỗng có một người đàn ông đẹp trai, bận đồ vét, rất phong độ, đi tới ngăn lại. Tuy ông ấy không nói ra miệng, chỉ dùng tâm truyền tâm, nhưng con quỷ và bản thân tôi đều có thể hiểu rằng ông ý ngăn lại, và tôi không phải là người đã chết, chỉ đi tham quan mà thôi. Con quỷ dừng lại, cho tôi ăn một thứ gì đó. Chỉ nhớ rằng sau khi ăn, lòng ngực tôi đau khủng khiếp, đau như muốn nổ tung ra. Rồi họ lại cho tôi uống một thứ nước, ngay sau đó khiến tôi bình thường lại. Người đàn ông bận áo vét đó đưa tôi đi. Ông ấy nhắc lại cho tôi biết, đây chính là âm phủ. Trước mắt tôi hiện ra đầy rẫy những căn phòng tra tấn. Đại khái bạn có thể hình dung giống như mấy cảnh tra tấn thời Trung Cổ, kiểu như lính Mỹ tra tấn tù binh trong phim đó. Song hành hình mang rợ khủng khiếp hơn nhiều. Thoáng thấy thôi là đã kinh hồn bạc vía. Xem xong, người đàn ông đó nói rằng tôi tham quan địa ngục như vậy đã đủ rồi. Cả thân người tôi như có một lực phóng mạnh lên, tôi mở mắt bừng tỉnh. Tuy nhiên, chưa có xong, người đó kéo hồn tôi ra khỏi xác. Lúc đó cảm giác toàn thân tôi nặng trịch, rơi xuống đất, và như có ai đó ép vào người như cục đá nặng. Rồi một nhóm đông người chẳng biết từ đâu xúm lại, đánh tôi túi bụi, cao cấu, sâu xé tôi. Hoảng quá, lại như những lần trước, tôi tập trung niệm chú Đại Bi. Kỳ diệu thay, nhóm người liền tản ra dần và đi mất. Sau này tôi mới hiểu ra rằng đó là các vong hồn oan gia trái chủ của tôi, bị tôi hại từ nhiều kiếp trước. Họ vốn luôn túc trực quanh tôi, chỉ chờ cơ hội là ra tay báo thù. Tôi mở mắt, kết thúc lần thứ ba tham quan địa ngục kinh hoàng. Và chỉ 2 tháng sau đó, tháng 5 năm 2019, chuyện đó lại tiếp diễn, ấn tượng chân thực đến nỗi tôi thấy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Cô ấy lại tới. Tôi thấy rõ linh hồn của tôi bước ra khỏi giường, đi tới một đỉnh núi đầy tuyết trắng xóa, nơi có một người đàn ông ăn vận như thời công tử Bạc Liêu. Nói rằng ông ấy có huyết thống mấy đời với tôi. Ông ấy dẫn tôi đi thăm địa ngục và có cho tôi biết rằng chú của tôi đang bị đọa vào địa ngục. Vì tội gì thì tôi quên hỏi. Qua cánh cổng vào, 5-6 quỷ đầu trâu to lớn trượt đuổi cả đám người, chúng cầm lao phóng loạn xạ. Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh và giật mình tỉnh giấc, thật đáng kinh hãi. Và lần cuối cùng chính xác là 2 ngày liền, 29 và 30 tháng 10 năm 2019. Lần này, đầu tiên tôi bị 2 người có gương mặt rất kỳ dị, mặc đồ trắng, rượt đuổi trên một ngọn đồi. Tôi lại niệm chú, thì họ không bắt được. Tiếp đến, tôi lại bị rơi xuống một cái hố sâu, nơi có một con quỷ đen và một con quỷ trắng đang quay một cái máy xay thịt người. Nó không giống như cái cối xay, mà là hình chữ nhật đứng, giống cái tủ đựng nước ngọt. Tội hồn bị ném vào trong, quỷ bắt đầu xay. Nó kêu ầm ầm rung cả trời đất. Tôi đến bạo nhìn vào trong đó, thấy toàn thân, tai, đầu, máu người lẫn lộn, kinh không thể tưởng tượng được. Bỗng 2 con quỷ vận hành máy xay, nhìn thấy tôi, chúng đi tới định bắt hồn tôi ở lại, thay hồn khác nhập vào thân xác ở trần gian. Đã có kinh nghiệm, tôi lập tức nhắm mắt niệm Phật không dứt. Một lúc sau thì thấy thân mình được phóng lên, mở mắt tỉnh dậy, hú hồn, song tôi vẫn chưa hết tò mò. Ngày đêm hôm sau, tôi lại bị bóng đè. Tôi thấy mình xuất hồn đi đến lại bàn thờ Phật và xin được tham quan âm phủ thêm một lần nữa. Dứt lời, cả thân người tôi nhẹ bẩn. Có 3 vị hiện đến, nâng tôi bay qua nhà cửa, cây cối, sông biển, bay rất nhanh để đến một đường hầm. Trong đó có mấy chục con chó, không phải chó bình thường, đó là chó địa ngục. Con nào con nấy to khổng lồ, to cỡ phải bằng 3 con trâu, hàm răng sắc nhọn đến ghê rợn. Chúng lao ra định cắn xé tôi, may mà 3 vị ban nãy đến xua chúng đi. Họ dặn tôi phải nhớ cho kỹ, sau này quay trở về trần gian, phải kể lại cho người đời hiểu rằng, đời là vô thường, sống chết chỉ cách nhau gang tấc, nên phải sống tử tế, phải giúp đỡ mọi người, sống đạo đức lương thiện. Họ còn nói tôi có số chết tai nạn, nhưng nếu chịu khó tu tập sẽ thay đổi được. Một vị hỏi tôi, dưới âm phủ ghét nhất là tội giết người và tội dâm dục, và người trên chân gian có giết người và dâm dục không? Tôi liền chối ngay, nhưng ông ta nhìn và quát vào mặt tôi như đã biết rõ sự thật từ lúc nào. Cuối cùng tôi đành thú nhận,
rằng giết người thì chưa làm, nhưng tà dâm thì tôi có phạm. Tôi tiếp tục được các vị dẫn đi xem thêm vài khu vực nữa, đầu đầu cũng toàn những cảnh kinh dị, với những chông gai tua tủa đầy mật đất, với những đầu trâu mặt ngựa phóng lao vuông vút, với những tội hồn bị tra tấn rùng rợn. Cuối cùng họ đưa tôi trở lại trần gian. Sau cùng, ước nguyện đi tham quan địa ngục của tôi đã hoàn thành. Không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Mỗi lần là một trải nghiệm cực kỳ ấn tượng, khó có thể phai mờ. Tôi càng thêm tin tưởng vào uy lực của Phật Pháp, thêm niềm tin vào lý tưởng sống có ý nghĩa. Đã sinh ra trên cõi đời này, mọi giàu sang quyền thế chỉ là phù du, sống chết cách nhau chỉ gang tấc. Không đáng để lấy đó là mục tiêu. Cần sống thật tốt, sống thật tử tế lương thiện, lấy đức hạnh, lấy trí tuệ làm mục tiêu. Chỉ như thế thì mới có được tương lai tươi sáng, hạnh phúc được. Câu chuyện của tôi, bạn có thể tin hay không tin, nhưng việc tu học theo Phật Pháp, sống tử tế, nhất định bạn phải làm. Vì kiếp người mong manh lắm, nay còn mai mất là thường tình, mà không biết đem những năm tháng sống ngắn ngủi của kiếp người để làm những việc ý nghĩa, lại lãng phí vào những mục tiêu phù phiếm. Thế thì không chắc kiếp sau bạn sẽ lại được làm người, không chắc kiếp sau bạn có cơ hội sống một cuộc đời ý nghĩa nữa đâu. Ngày xưa, có một gã nghèo sơ xác. Hắn làm việc rất cần cù chăm chỉ, giúp đỡ mọi người làm việc nặng nhọc. Nhưng họ trả tiền công cho hắn rất ít, chỉ đủ cho hắn sống tạm qua ngày. Một hôm, hắn muốn sắm thêm cho mình một bộ quần áo. Hắn cũng phải chi tiêu rất dè sẻn, ra sức làm việc, dành dụm một thời gian dài, hắn mới tạm đủ mua cho mình một bộ quần áo vải xấu. Bỗng một ngày, có một người bà con xa đến nói với hắn: "Vì sao anh mặc y phục vải xấu thế này?" Hắn đáp: "Y phục vải xấu có gì là không tốt, chỉ do tâm phân biệt vải xấu, vải đẹp mà thôi. Anh không muốn mặc y phục đắt tiền và cuộc sống sung sướng sao?" "Tất nhiên là muốn rồi, nhưng làm bằng cách nào?" "Số phận tôi như vậy, anh có biện pháp gì không?" "Không, anh là hậu duệ của hàng quý tộc, chỉ cần anh chịu cầu thần thì thần sẽ ban cho anh cuộc sống sung sướng." "Cầu bằng cách nào?" "Anh đem bộ y phục vải xấu này đốt đi, chí thành cầu thần thì sẽ ban cho anh một bộ y phục đắt tiền xinh đẹp, lại ban cho anh cuộc sống hạnh phúc, thần sẽ ban cho anh toại nguyện." Gã nhà nghèo tuy cuộc sống túng thiếu nhưng không đến nỗi khó khăn lắm. Hắn bằng lòng cuộc sống hiện tại, nhưng khi hắn nghe người bà con xa dụ dỗ, liền hy vọng niềm tin mộng đẹp giàu sang. Vì thế, hắn nhờ người bà con chủ trì nghi thức cầu thần, đem đốt bộ y phục vải xấu và chí thành cầu nguyện. Cho dù hắn cầu lại sói đầu, y phục vải đẹp vẫn không xuất hiện. Sau đó hắn hối hận nói: "Tại sao ta lại ngu si như thế này, đem đốt y phục của mình để cầu thần ban cho hạnh phúc và y phục đẹp, nhưng lại mù mịt không biết thần ở đâu." Bài học đạo lý. Đây là câu chuyện thí dụ. Người nghèo khổ là chỉ cho hàng phàm phu chúng ta. Y phục vải xấu giống như cuộc sống cực khổ. Mặc dù y phục vải thô xấu, nhưng gã nhà nghèo phải khổ công làm việc rất lâu mới sắm được nó. Hiện tại con người tuy khổ cực, nhưng đời quá khứ cũng có tu các căn lành mới có thể được thân người. Nếu như chúng ta không nương vào thân này, cố gắng tu pháp xuất thế, thoát khỏi sinh tử mà tạo các ác nghiệp, làm cho nhiều đời sau chịu đau khổ vô cùng, cho đến sinh tử luân hồi không dứt, thì chẳng phải là kẻ ngu si hay sao? Đức Phật dạy, trồng nhân không chân thật thì gặt quả đều công. Tất cả mọi việc có nhân thì có quả, nhân chánh thì kết quả chánh, nhân tà thì quả tà. Cho nên khi chúng ta làm việc gì hay nói điều gì phải chú ý nhân chánh mới là đạo lý làm người. Thí dụ, hàng ngày chúng ta làm việc có chánh đáng không? Lời nói có dối gạt, thêu dệt, lừa đảo, vân vân. Do đó, chúng ta biết được quả báo tương lai như thế nào. Cho nên, mỗi việc ở thế gian có họa, có phúc, có khổ, có vui đều do nhân quá khứ mà chiêu cảm quả báo hiện tại.
Nói theo tín ngưỡng, chúng ta tin theo vị thần nào thì cảm ứng với vị thần đó, tương lai cùng loại với vị thần đó. Giống như chúng ta tin theo những vị thần như thần đá, thần cây, vân vân, thì tương lai phần đông cùng loại với vị thần này, hoặc làm thuộc hạ của thần, tuyệt đối không thể vượt hơn thần này. Chúng ta đốt hàng mã, tiền bạc cho quỷ thần, những thứ này con người không dùng được, vậy quỷ thần có dùng được không? Nếu dùng được thì quỷ thần này cũng là loài thấp hơn người, bằng không thì gạt mình, gạt quỷ thần, tương lai cũng bị người gạt lại, lúc đó làm kẻ căm nuốt hoàng liên. Vì thế, bất cứ việc gì chúng ta cũng phải dựa theo lý trí để phán đoán đúng sai, không thể ai nói sao nghe vậy. Người ta bảo sao chúng ta làm theo như vậy, chẳng những là mê tín mà còn cuồng dại ngơ ngơ. Tham thì thâm. Lời dẫn: con người sinh ra ở đời, bất luận là người giàu sang hay nghèo hèn, từ bậc lãnh tụ nguyên thủ quốc gia giàu có nổi tiếng, cho đến kẻ binh lính, người buôn thúng bán bưng, người không có đất cắm dùi, đều có khuyết điểm và không thể nào tất cả mọi việc đều như ý muốn. Tất cả chúng sinh đều có lòng tham, vừa sinh ra đã có đầy đủ. Lòng tham này tham không biết chán, càng nhiều càng tốt, đúng là lòng tham không đáy. Cổ đức có nói một bài thơ: lưng vũ ngất ngưỡng con trời, quyền cao danh hiển còn đòi thành tiên. Thạch sùng kho đụng đầy tiền, biển xanh muốn biến ao điền thêm tươi. Tây thi diễm lệ rạng ngời, soi gương hiệu nổi trên đời kém sinh. Bành tổ tuổi thọ 800, muốn còn sống mãi nghìn năm chưa vừa. Cho nên con người khó mà bằng lòng với những gì mình có. Lòng tham cũng có tham thiện, tham ác, tham chánh, tham tà, hoặc tham chánh đáng, chỉ cần không trở ngại đạo đức và cuộc sống của chúng ta. Nhưng con người vừa thấy những thứ mình thích thì trong tâm thôi thúc phải tìm cho bằng được. Nếu tìm không được thì họ dùng mọi thủ đoạn, bất kể phạm pháp luật, phải có cho bằng được. Do đó tất cả ác nghiệp cũng từ đây mà gây nên. Chúng tôi nói cách khác, tiết kiệm là một đức hạnh tốt của con người. Nếu người keo kiệt không chịu giúp đỡ người khác và bản thân mình cũng không dám ăn mặc thì trở thành kẻ nô lệ giữ tiền của. Mặc dù tiền của làm cho con người sung sướng hạnh phúc, nhưng cũng khiến cho con người bị sa đọa và chuốc lấy đau khổ. Có người giàu nứt đố đổ vách mà còn dòm ngó của cải người khác. Có người nghĩ có tiền để ra tiền nên dùng cách cho vay nặng lãi. Có người lừa đảo trộm cắp của người khác. Có người muốn chiếm lấy của người khác làm của mình. Tóm lại, vì muốn có tiền của mà con người phải chịu nhiều đau khổ. Vì muốn có được nhiều của cải nên có người sống chi tiêu tiết kiệm mà được. Có người nhìn ăn nhìn mặc dành dụm từng đồng tiền cắt. Có người dùng thủ đoạn tinh vi lừa đảo mà có được. Có người tạo các ác nghiệp mà có được. Thế gian này không có chuyện không lao động cực nhọc mà có của cải. Do đó, khi làm việc gì, chúng ta phải nghĩ đến hậu quả của nó. Ngày xưa có một người ở vùng nông thôn, tính tình chất phác thật thà. Thường ngày hắn sinh sống bằng nghề chăn dê. Nhờ hắn biết cách nuôi, chăm sóc dê, nên thời gian không lâu, bầy dê sinh con đẻ cái rất đông. Hắn lại gặp thời, ăn nên làm ra, trở thành một người giàu nhất địa phương. Mặc dù hắn có rất nhiều tiền, nhưng lòng già rất hẹp hòi keo kiệt, bản thân không dám ăn mặc, cũng không giúp đỡ cho người nghèo khổ, cho nên mọi người gọi hắn là trùm sò keo kiệt. Một hôm có một tên lừa đảo, gã chuyên đi lừa gạt rất nhiều người, nên tìm cách tiếp cận tên chăn dê, giả vờ thân thiện nói: "Này anh, chúng mình là bà con xa, nên chúng ta có tình cảm rất sâu đậm. Hiện nay anh là người giàu có nổi tiếng, nhưng còn thiếu một điều quan trọng." Tên chăn dê hỏi: "Tôi thiếu điều gì?" "Anh thiếu một người vợ trẻ, xinh đẹp có đức hạnh." Nghe tên lừa đảo nói như thế, hắn chợt thấy đúng thật. Thường ngày hắn chỉ lo gầy dựng sự nghiệp, nay cuộc sống đã sung túc, không thể không có một người vợ để quán xuyến việc trong nhà, và tương lai còn phải có con cái để nối dõi tông đường. Hắn bảo tên lừa đảo: "Này anh, không biết anh có cách gì giúp tôi cưới được cô vợ trẻ hiền thục thông minh không?" Tên lừa đảo hớn hở nói: "Tất nhiên là được rồi, hôm nay tôi đến đây vì việc này." "Anh có chắc tìm được cô gái như tôi đã nói không?" "Tôi tìm được rồi. Ở xóm dưới có một thiếu nữ rất xinh đẹp, hiền thục đoan trang, lại có đức hạnh tốt, làm vợ anh rất thích hợp."
Có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Gã chăn dê nghe gã nói rất hài lòng, vui mừng khôn xiết hỏi: Vậy hoàn tất việc hỏi cưới này chi phí khoảng bao nhiêu? Tên lừa đảo nói: Tất nhiên tiền càng nhiều thì khả năng thành công càng cao, anh càng nổi tiếng. Xưa nay tên chăn dê là trùm sò keo kiệt, nhưng lần này hắn hào phóng dung tay quá tráng, đưa cho tên lừa đảo một số tiền rất lớn. Hắn hy vọng việc này tốt đẹp nhanh chóng. Trải qua vài ngày, gã lừa đảo đến nói: Cô gái này đã đồng ý kết hôn với anh rồi, nhưng anh phải chi thêm một số tiền để làm lễ đính hôn. Hắn lại đưa tiền cho gã để làm lễ hỏi vợ. Từ đó hắn cứ lâng lâng vui sướng bay bổng, quên ăn bỏ ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến cô vợ trẻ xinh đẹp hiền thục. Vài ngày sau, tên lừa đảo lại đến nói lễ đính hôn đã xong, chuẩn bị lễ kết hôn. Trước tiên phải mua căn nhà xinh xắn. Hắn lại đưa cho gã một số tiền. Trôi qua vài ngày, gã lại đến đòi tiền để mua đồ trang trí nội thất. Hắn lại đưa tiền cho gã. Sau vài ngày nữa, hắn lại đến bảo cô dâu muốn của hồi môn, xin hắn cho một số tiền. Hắn lại giao tiền cho gã. Tên lừa đảo gạt được một số tiền khá lớn rồi chuồn mất. Gã chăn dê cứ mãi trông ngóng đợi chờ. Năm tháng trôi qua, tài sản của hắn bị gã lừa đảo lấy sạch mà chẳng thấy cô dâu. Hắn mới hiểu rõ đạo làm người. Bài học đạo lý: việc tốt thì keo kiệt lại đem tiền của gom góp khổ nhọc cả đời đưa sạch cho gã lừa đảo. Đây có phải là kẻ thông minh không? Tham của rẻ là bệnh rất nặng của loài người. Qua lại với bạn bè thì mong cho họ tặng quà cáp, khách có tiệc mời thì mong có nhiều người mời ta. Công nhân tham lam lấy trộm vật liệu, làm việc qua loa. Kẻ lười lao động lại mong người trả tiền công nhiều, muốn nhiều người khác giúp đỡ ta, vân vân. Người sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng không mong cầu họ đền đáp lại thì rất ít. Phần đông mọi người đều muốn bỏ ít mà được nhiều, do đó mà đưa đến sự tranh chấp lợi lộc, lừa đảo, gạt gẫm ngày càng đông. Những người nhận chút ân huệ của người thì sau đó phải trả lại nhiều hơn, cho nên vô tình có người rơi vào dòng xoáy năm dục, tính toán làm được lợi một chút, dần dần cũng hạ thấp nhân cách, trở thành kẻ tiểu nhân ở thế gian. Có người đến thế gian này là trả nghiệp. Đức Phật dạy nghiệp không nặng không sinh ta bà, vì thế làm người phải làm việc để trả mới tiêu nghiệp, cũng có thể là trả nghiệp. Nhân cách đạo đức cũng sẽ từ từ nâng cao. Kẻ hám của rẻ dần dần sa ngã, tốt hay xấu ở trong một niệm, tương lai khổ hay vui lại khác nhau một trời một vực. Nàng dâu bất hạnh. Năm 1965, tôi 18 tuổi, tham gia đoàn thanh niên, đến trú đóng ở khu vực Hoàng Dương, Mông Cổ. Trong thôn làng gần đội chúng tôi có gia đình họ Phạm. Họ Phạm có một trưởng nam và một gái út. Phạm công tử lấy vợ người Thiểm Tây. Cô này tên gì tôi cũng không nhớ rõ, vốn mồ côi cha mẹ. Trước đây ở với vợ chồng người Anh, tính tình hiền, rất đảm đang, ngay thẳng. Vợ chồng Phạm Lan tình cảm rất kháng khích, nhưng do kết hôn lâu rồi mà không có con, nên nàng dâu bị của em chồng chưa xuất giá, hợp cùng bà mẹ chồng cư xử rất tệ. Họ hay chỉ mèo mắng chó, nói bóng nói gió, buông lời cay độc mỉa mai, ngụ ý nhà mình vô phước, rước nhầm cái thứ không biết đẻ. Họ thường ngược đãi hành hạ nàng dâu, cho ăn toàn đồ thừa, Tết đến cũng không cho may y phục mới. Nhưng cô dâu này hiền lành chất phác, chưa từng cãi lại. Cô nhẫn chịu rất giỏi mọi hành hạ cay độc. Mấy năm sau, cô em chồng sắp xuất giá, bà mẹ chồng cay nghiệt bảo nàng dâu: Mày là cái thứ xui xẻo, cấm không được tham dự hôn lễ con gái tao. Bà chi chiết lăng nhục mãi, khiến nàng dâu rất buồn tủi. Cuối cùng hết chịu nổi, nàng phận út uống thuốc độc tự vẫn, rồi từ trong phòng mình bò ra ngoài, đến trước cửa phòng mẹ chồng thì tắt hơi. Mẹ chồng nàng thấy vậy sợ quá, vội đi tìm một bà phù thủy nhờ trấn ếm giùm. Mụ đồng nói nàng dâu này là hạng tiểu nhân, nhập niệm xong thì phải dùng đinh sắt to dài đóng vào tay chân nàng ta và lấy đá nhét vào miệng đè lên ngực để trấn yểm, khiến nàng vĩnh viễn không thể ngóc dậy quay về, nếu không toàn gia sẽ bị quấy rối.
Ba mẹ chồng liền đi đặt thợ rèn làm nhiều đinh sắt thật to, dài, rồi cho đóng vào thi thể nàng dâu. Sau đó lấy đá nhét vào miệng và đè lên ngực nàng, rồi đem thây vùi xuống đất. Khi vợ chồng anh nàng đến thăm, tra hỏi vì sao em gái mình chết, nhà họ Phạm giải thích vòng vo, không ngớt miệt thị nàng dâu là hạng gái hư hèn. Vợ chồng anh nàng do học ít, cũng không hiểu biết chi nhiều, nên đành cam chịu. Nhà họ Phạm bồi thường cho họ chút tiền, rồi đuổi về. Tục ngữ có câu, lộ kiến bất bình đại gia đạp, tức giữa đường gặp chuyện bất bình, người chung quanh cùng hợp sức ra tay. Người lân cận chung quanh sau khi biết chuyện liền tìm tới Phạm gia đề nghị, nhất định phải cho người chết một đáp án ổn thỏa, không thể để nàng ra đi bất minh oan khuất như thế. Phạm gia túng lý, đành để láng giềng đem chồng người chết tới bệnh viện lớn khám. Kết quả anh chồng này bị chứng không có tinh trùng, do vậy mà không thể có con, xem như nàng dâu bị bắn oan chết thảm, hoàn toàn không rõ cớ sự này. Mấy ngày sau, bà gia và bố chồng đột nhiên đồng bị bán thân bất toại. Ông liệt bên tả, bà liệt bên hữu. Còn lão thợ rèn kia đêm nào cũng không ngủ được, lão than với mọi người. Tối nào cũng có một nữ nhân xõa tóc đứng nơi nhà tôi, khua đập chén bát sùm. Lão biết là do mình ngu si, góp phần làm việc thất đức, đáng xấu hổ với lương tâm. Bèn lui về quê ở Hồ Nam. Không bao lâu, chị nghe tin lão lên núi đốn cây bị té chết. Cô em chồng tên Kim, trước đây thân thể cường tráng, ăn rất khỏe. Một hôm đột nhiên bỏ ăn uống, đi khám bác sĩ thì mới hay mình bị ung bướu thời kỳ cuối. Mấy ngày sau thì lăn ra chết. Cô con gái chết rồi, hai ông bà gia bán thân bất toại. Sau đó như một chuyến về thăm quê ba mẹ, giữa đường họ bị xe tông chết. Người chồng của nàng dâu bất hạnh, sau khi hiểu rõ mọi nguồn cơn tạo thành bi kịch hôm nay, anh hối hận vì mình không đi kiểm tra sớm. Thế là anh ra trước mộ vợ khóc lóc, nói lời xin lỗi, cho đào thay nàng lên, gỡ hết đinh và đá ra, thay y phục mới cho nàng. Sau này nhà họ Phạm chỉ còn duy nhất một mình anh. Phần bà phù thủy thế nào thì tôi không rõ, do nhà láng giềng này ở gần đoàn nên tôi chỉ biết bấy nhiêu. Nhưng chắc chắn bà phù thủy sẽ nhận lãnh quả báo mà bà đáng phải nhận. Chuyện kể của cảnh sát pháp y. Tôi là một cảnh sát y khoa tư pháp, người ta thường gọi là pháp y. Tôi cung cấp tư liệu giám định y học cho hai pháp viện và bốn chi nhánh công an tư pháp. Nói đơn giản một chút, nếu ở đâu xảy ra án mạng thì chở xác đến chỗ chúng tôi để chúng tôi nghiệm thay kiểm tra, tìm ra nguyên nhân tử vong, rồi ghi lại báo cáo đầy đủ, giao cho pháp viện hay cục công an. Con người có sinh ắt có tử, nhưng nguyên nhân chết có đủ dạng, đủ kiểu, khó mà tưởng tượng nổi. Khi chúng tôi lập biên bản báo cáo, hành sự rất nghiêm túc, kỹ lưỡng, phải phân tích nguyên nhân chết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết, nguyên nhân phụ, tổng kết nguyên nhân tử vong. Sở dĩ tôi giải thích nhiều về thuật ngữ chuyên môn là muốn nói xã hội chúng tôi đối với cái chết luôn có giải thích đúng đắn, hợp pháp. Thí dụ như, có một ông già hơn 70 tuổi bị xe điện đè tông, đập đầu vào cục xi măng bên đường rồi chết. Kiểm tra thấy phần đầu tổn thương, xương sọ bị vỡ dẫn đến tử vong. Trong đây đầu bị thương là nhân căn bản, sọ bị ảnh hưởng là nhân trực tiếp. Hệ thống miễn dịch rối loạn là nhân phụ. Nhưng giải thích như thế thực sự là cung cấp đáp án đủ cho vấn đề trọng đại, vì sao người ta chết hay chưa? Tôi làm ở Viện Pháp Y 26 năm. Đối với hiện tượng này, luôn cảm thấy hoang mang, khó hiểu. Bởi cũng đồng bị thương như thế, mà có người chết, có người sống. Nghĩa là có người bị thương rất nhẹ lại chết. Còn bị thương trầm trọng, khiến ai cũng tưởng tiêu đời, lại phát sinh kỳ tích, sống được. Sau này, khi tôi tiếp xúc với Phật Pháp, có được chút hiểu biết về đạo rồi,
thì đối với các vấn đề này đều có thể lý giải. Tử vong là một phần trong thế giới này, là điểm kết thúc của đời sống. Nếu như nhìn từ góc độ này, chúng ta có thể hiểu rõ chân tướng của tử vong. Những năm gần đây, tôi đối với các vụ án mình thụ lý, thường để tâm điều khiển thấu đáo và ghi lại tỉ mỉ, càng tìm hiểu, càng thấy rõ cái chết không hề phát sinh ngẫu nhiên, mà nó chứng minh hùng hồn, xác thực về lý nhân quả. Tôi thường gặp quyến thuộc người chết nhìn tôi đau khổ, khóc lóc. Vì sao hắn lương thiện như vậy mà lại lìa đời quá sớm? Vì sao cái ông kia làm gì việc xấu quá mà hưởng thọ lâu vậy? Vì sao một người suốt đời cẩn thận hay gặp tai ba dạ gió? Vì sao cười đi đường đến đoạn sơ ý, dù có bị xe tông lại chẳng hề hấn gì? Tôi nghĩ sở dĩ có những oán trách này đều là do họ chẳng minh bạch nhân quả. Trước tiên xin kể vụ án làm cho tôi nhức ốc, ưu tư khốn đốn. Chính vụ án này đã đẩy tôi đến với Phật môn. Tuy án không phức tạp, nhưng do thời gian điều tra kéo dài, nên tôi tương đối nhập tâm. Vụ án cặp vợ chồng chết thảm năm 2002. Một chàng trai 28 tuổi, nửa khuya ra tay giết hại hai đấng sinh thành hơn 60 tuổi của mình. Cặp vợ chồng già này đang say ngủ thì bị con trói gô ở trên giường. Sau đó, y cắt cổ họ, máu văng chảy dính tường, rơi vương vãi. Hung thủ ngay trong đêm đó đã chạy trốn, rồi bị bắt tại một khu phố nhỏ ở miền Nam. Hung thủ đã kết hôn, có một con trai. Ngay đêm xảy ra án mạng, cô vợ do hôm trước nổ ra tranh cãi nên giận dỗi bồng con về nhà cha mẹ đẻ, nhờ vậy mà tránh được ác mộng thảm sát. Xem bề ngoài thì đây là vụ án rõ ràng, có chứng cứ vô cùng xác thực. Viện kiểm sát đã lấy khẩu cung, toàn bộ chứng cứ hoàn chỉnh, có đủ vật chứng, nhân chứng, tất nhiên phải nghiêm trừng, mau chóng phán quyết. Lần xét xử đầu, án tử hình lập tức được phán ra, nhưng luật sư biện hộ nói rằng phạm nhân bị thần kinh nghiêm trọng và yêu cầu tiến hành giám định thần kinh để xét xử sau. Thời gian điều tra kéo dài, do kết quả chưa rõ, vì vậy mà án cứ kéo dây dưa, cuối cùng phải hoãn án tử hình, để 2 năm sau chấp hành. Luật sư của hung thủ lại khiếu nại tiếp nữa, nhưng bị bác bỏ. Xem như tới chung thẩm thì phán quyết xong, án này kết thúc. Kể thì nghe nhanh gọn như vậy, chứ thực tế, tính ra án này kéo dài tổng cộng 4 năm, tôi phải nhọc nhằn điều tra tỉ mỉ, lấy chứng cứ đến 7-8 lần, hồ sơ tư liệu tích lũy dày cộm. Hung thủ là con trai duy nhất trong gia đình, từ nhỏ được cưng chiều, tính tình cực kỳ hung dữ. Hung thủ kết hôn xong vẫn ở chung với cha mẹ, thường hay tranh cãi luôn. Mấy ngày trước khi xảy ra án, cha mẹ cùng vợ hung thủ đã nổ ra xung đột tranh chấp. Sau đó, hung thủ đòi cha mẹ cho tiền mua nhà, nhưng cha mẹ nói tạm thời không có tiền và chê trách con trai là hạng bất tài vô dụng, không lo làm việc, khiến họ mất mặt với láng giềng. Điều này đã khơi gợi ác niệm giết người nơi hung thủ. Thế nhưng, nhiêu đây có đủ để giải thích cho động cơ giết người của hung thủ chăng? Trên thế giới này, những đứa con được cưng chiều biến thành gỗ nghịch. Nay lại sinh tranh chấp cùng gia đình, liệu có bao nhiêu? Vì sao hung thủ cứ khăng khăng muốn giết cha mẹ mình như thế? Trong hồ sơ, tôi phát hiện một đoạn khẩu cung cực kỳ kinh tâm. Hung thủ thành thực khai báo như vậy: "Tôi muốn giết họ từ lâu rồi, vì họ rất là vô dụng. Kêu cho tiền mua nhà mà cũng không cho nữa. Giết quách đi, để làm cái gì? Tôi thảo kế hoạch từ mấy tháng trước lận. Vì họ là cha mẹ của tôi, nên cũng không muốn để họ chết quá đau đớn. Đầu tiên tôi nghĩ nên cho họ uống thuốc đầy, nhưng đi mới được có nửa đường, chưa ra tới tiệm thuốc thì thôi quay về, vì nghĩ thuốc đầy sẽ thiêu đốt ruột gan. Sau đó tôi hoạch định sẽ chở họ đến hồ nước chơi, sau đó dìm chết họ. Nhưng tôi lại không thực hiện được. Cuối cùng suy nghĩ tới lui, tôi thấy chỉ còn cách cắt cổ là hay nhất.
không quá đau đớn, lại chết mau nữa. Khi tôi nghe xong đoạn khẩu cung này rồi, thì kinh hãi đến lạnh xương sống. Giết cha mẹ mà hắn bày tỏ điềm nhiên như thể giết gà vịt. Điều tra tỉ mỉ xong, tôi càng hết hồn khi phát hiện thêm tình tiết này. Cặp vợ chồng nạn nhân có mở một lò giết gà, họ làm ăn buôn bán trên thị trường rất phát. Lúc đầu ra chợ điều tra, do chủ hàng gà bị giết, người ta cho là cửa hàng này bị xui, làm ăn không may, nên ai cũng bỏ đi không thèm thuê. Căn cứ theo những người ở bên cạnh thuật lại, thì hai vợ chồng nạn nhân khi hành nghề thường đem gà sống trói lại hết, treo lên dây thép. Sau đó, họ kẹp chặt đầu gà, dùng dao cắt cổ nó. Máu gà cũng không bỏ phí, bán rất được tiền. Suốt đời, họ nhờ sống bằng nghề này mà trở nên giàu có. Nghe nói kỹ thuật cắt cổ gà là do tổ tiên họ truyền lại. Sở dĩ tôi nhớ kỹ việc này, vì đây là vụ án khiến cho tôi bắt đầu có niềm tin đối với tôn giáo. Lúc mà mọi phân tích có được giải thích hợp lý, tôi càng tin sâu luật nhân quả và khắc cốt ghi tâm khi hiểu rõ nguyên nhân. Tối đó, hầu như suốt đêm tôi không ngủ, do người chết cả đời hành nghề cắt cổ gà, nổi tiếng sát sinh có kỹ thuật, bởi họ cắt cổ như vậy, cho nên mới chiêu ách nạn bị đứa con trai duy nhất của mình cắt cổ lại. Báo ứng này không khiến cho chúng ta kinh tâm động phách sao? Lời người dịch. Dịch tới đây tôi sực nhớ tới câu chuyện kể của một pháp lữ quê ở Hà Nội. Gần nhà cô có một đôi vợ chồng nọ, chuyên sống bằng nghề mổ heo bán thịt, kinh tế rất khá. Họ có đứa con trai độc nhất khoảng 15 tuổi, tính rất hiền. Hôm nọ thằng bé đi học về, nó bỗng ra tay giết chết xâm thân và xẻo thịt họ ném lung tung trên nền nhà. Sau đó nó bỏ đi lên lầu ngủ. Khi công an đến bắt, thằng bé vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đều kinh hoàng vì cảnh thảm sát này và không sao giải thích được nguyên do. Xin để quý vị suy ngẫm. Giờ mời quý vị xem tiếp câu chuyện khác của viên cảnh sát pháp y. Câu chuyện thứ hai, kết cục bi thảm của giám đốc Triệu. Chúng ta thường quan niệm chết là xấu, là đáng sợ, nhưng có trường hợp không được chết mới càng khốn khổ, thống thiết, là hình phạt nặng nề. Trong nhà, ai cũng đều có ít nhất một chiếc gương soi để làm duyên làm dáng, chỉnh chu lại trang phục, dáng vẻ của mình. Nhưng ít người biết rằng ở cõi địa ngục cũng có một chiếc gương khác đầy huyền bí. Tương truyền, nó được gọi là gương soi nghiệp, chuyên dùng để soi chiếu nội tâm của con người. Xưa nay, vô cùng chuẩn xác. Ai cố tình làm việc xấu đều bị soi thấy, còn nếu chỉ là vô ý thì chiếc gương này sẽ không soi ra. Trời nắng chang chang như đổ lửa, một mình Chu Giới Như lóp ngóp dưới cánh đồng không một bóng người. Xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng cây để ông có thể trú chân. Ông nheo mắt, ngước nhìn mặt trời đang lên chính ngọ, khẽ lấy vạt khăn lau vội những giọt mồ hôi rơi lả chả như tắm. Đúng giữa ngọ, 12 giờ trưa, ông cũng đã thấm mệt, bụng réo ào ào, chân tay bủng rủng rã rời như người bị tháo khớp. Ông men theo con đê đất đỏ quạch, bước thấp bước cao, định bụng về nhà ăn miếng cơm lót dạ. Nhưng đi mãi, vẫn chưa về đến nhà. Đột nhiên, ông thấy đầu mình quay như chong chóng, chẳng còn phân biệt được đông nam tây bắc. Trời đất chao đảo, quay cuồng trước mặt. Rồi ông ngã xuống, ngất lịm giữa con đường vắng vẻ. Đến tờ mờ tối, ông mở mắt ra thì thấy mình vẫn nằm nguyên chỗ đó. Xung quanh vẫn là đồng không mông quạnh, bát ngát, gió thổi mát mẻ vi vu, vô cùng êm ái và dễ chịu. Nhìn tứ phía, chẳng thấy một con đường nào. Ông loay hoay, không biết phải đi đâu về đâu. Đột nhiên, ông nhìn thấy xa xa có mấy chục người đang tiến về phía trước, bèn bám theo sau. Những người này thật kỳ lạ,
nam nữ, già trẻ lớn bé, giàu nghèo sang hèn đều có cả. Không hiểu là họ đang rủ nhau đi đâu mà ai nấy mặt buồn rười rượi, chẳng nói chẳng rằng. Mà họ đi thật nhẹ, cứ như lướt trên mặt đất. Ông phải chạy hụt cả hơi mới theo kịp. Đàn bà con gái thì xõa tóc che gần kín khuôn mặt. Ông cố bắt chuyện chào hỏi với mấy người trong số họ, nhưng chẳng ai thèm trả lời, như không nghe thấy ông nói. Chu Giới Như rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ở lại không xong mà đi cũng chẳng đành. Trời ngày càng tối hơn, nếu ở lại đây thì lát nữa trời tối hẳn, ông phải biết xoay sở thế nào. Thế là ông đành lặng lẽ đi theo họ. Mọi người đi tới một nha môn, ông cũng nối gót theo vào. Ông choáng ngợp trước cung điện rộng mênh mông, hai bên trái phải đều là những dải hành lang quanh co chạy dài tích tắp. Lúc này trời đã tối hẳn, những chiếc đèn lồng đo đỏ đung đưa theo dãy hành lang. Chu Giới Như bỗng thấy ơn ớn lạnh, nơi này có vẻ âm khí nặng nề. Tiểu Lại, Sai Nha trong bộ trang phục cổ xưa cứ chạy đôn chạy đáo, dường như đang hối hả nghênh giá một vị đại quan nào đó vào an tọa trong đại điện. Ông đang nhớn nhác nhìn quanh thì đột nhiên thấy một cánh tay nắm chặt lấy vai mình. Ông giật mình thẳng thốt quay đầu lại nhìn thì nghe người kia hỏi: "Sao ông lại tới đây?" Phải mất vài giây, Chu Giới Như mới định thần lại được. Ông đưa mắt nhìn thì hóa ra là Trương Hằng Chiếu, một người bạn của ông. Nhưng thật lạ lùng, chẳng phải ông ấy đã mất được mấy năm rồi sao? Sao lại có duyên hội ngộ ở nơi này? Chẳng lẽ đây là... Ông giật bắn người, sợ hãi, tim như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, toàn thân run rẩy. Ông chợt nhớ lại bóng dáng giật giờ của đám người khi nãy, một luồng hơi lạnh toát chạy dọc khắp sống lưng. Bảo sao nơi này âm u tịch mịch, âm khí nặng nề, ngột ngạt đến vậy. Đèn lồng đỏ lập lòe, dập dờn như ma chơi. Lúc này ông mới biết đây là địa phủ. Suýt chút nữa thì ông ngất liệm. Trương Hằng Chiếu nhìn ông mỉm cười bảo: "Ông đừng sợ, hãy bình tĩnh lại nào." Trương Hằng Chiếu tiếp lời: "Thì thoảng cũng có một vài linh hồn của người sống đi lạc tới đây. Diêm Vương có gặp cũng không trách tội ông đâu, nhưng e rằng khó tránh khỏi sẽ bị truy hỏi vài câu. Chi bằng ông ngồi trong sảnh, đợi khi thoái đường tôi sẽ tiễn ông đi. Tôi cũng muốn hỏi thăm xem chuyện nhà cửa của tôi dạo này thế nào." Chu Giới Như chưa ngồi ấm chỗ thì Diêm Vương đã thăng đường. Ông lén nhìn qua khe cửa thì thấy mấy chục người cùng đi với ông ban nãy đều lần lượt bị thẩm vấn, nhưng nghe không rõ họ nói gì. Chỉ thấy người thì chau mày ủ dột, người thì lại rưng rưng muốn khóc, người thì nước mắt lưng tròng. Nhưng cũng có người trông rất điềm nhiên, có người lại khẽ mỉm cười. Có lẽ lúc này cùng tội phân minh, ai nấy đều có những vui buồn đan xen lẫn lộn với nhau. Sau đây, mỗi người lại tiếp tục một cuộc hành trình mới, sướng khổ khác nhau. Lại thấy một người đàn ông cao lớn, lông mày hất ngược lên trên, trông rất dữ tợn. Ông này có vẻ như đã từng làm quan lớn hay đại gia tại Dương Gian. Ông rất hiên ngang, một mực hùng hổ tranh biện với Diêm Vương, dường như không phục với tội danh mà Diêm Vương phán xét cho mình. Diêm Vương nhấc cánh tay lên khỏi mặt bàn, xua tay một cái, từ bên trái cung điện đột nhiên xuất hiện một chiếc gương to đùng, dài hơn một trượng. Đó là một chiếc gương hình bầu dục, được bao quanh bởi một vầng sáng. Nhìn vào trong, thấy cả vũ trụ bao la, thầm thẳm, những vì tinh tú đang xoay chuyển giữa các hành tinh. Kỳ lạ là chiếc gương ấy không hề có giá đỡ mà vẫn cứ lơ lửng trên không. Diêm Vương nhìn thẳng vào người đàn ông nọ quát lớn: "Người có biết cô gái này không?" Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Trong gương xuất hiện một A Hoàng còn khá trẻ, tay bị trói ngược ra sau, vẻ mặt khiếp sợ lộ rõ trên khuôn mặt non nớt của cô. Chiếc roi da liên tiếp quật vung vút vào da thịt, vào mặt, vào cổ, vào bất cứ chỗ nào trên người cô một cách lạnh lùng.
Cô gái kêu lên đau đớn, chiếc roi quật rách quần áo cô, có thể thấy vài nơi trên cơ thể cô đã hằn đỏ và tím bầm như những vệt máu lớn. Ai nấy đều kinh sợ, không hiểu cô A Hoàng này đã làm điều gì sai trái mà bị ông chủ đánh đập tàn nhẫn tới mức như vậy. Lúc này, Diêm Vương mới lên tiếng. Sao người lại đánh đập con cái người ta ra nông nỗi này? Người đàn ông đáp. Nó là A Hoàng nhà ta, nó đánh vỡ chiếc bình ngọc mà ta tốn mấy nghìn lạng bạc mới mua về được. Chịu tội như vậy là đáng lắm. Y vẫn vênh mặt, không chịu khuất phục. Diêm Vương nói, được, nếu ngươi còn chưa phục thì hãy xem đây. Diêm Vương lại vung vạt áo lên. Một tia chớp vụt lóe lên. Trong chiếc gương hiện ra cảnh một cô gái xinh đẹp đang thổn thức trên giường vì bị làm nhục. Lúc này, người đàn ông biết không thể chối cãi được những tội lỗi do mình gây ra, bèn cúi đầu nhận tội. Diêm Vương cho sai nhà lôi người đàn ông ra ngoài. Những người có mặt ở đó, ai nấy đều sợ xanh mặt. Không ngờ nhiều chuyện, cứ ngỡ rằng chỉ có mình biết quỷ thần không hay mà nay lại hiện rõ ra mồn một như giữa thanh thiên bạch nhật. Một lúc sau thì Thái Đường, Trương Hằng Chiếu tới hỏi tình hình con cháu trong nhà. Chu Giới Như nói sơ qua vài lời thì Trương Hằng Chiếu đã xua tay mà rằng: "Thôi, ông đừng nói nữa, chỉ khiến tâm thêm phiền, ý thêm loạn." Chu Giới Như hỏi: "Chiếc gương ban nãy có phải là gương soi nghiệp không?" Trương Hằng Chiếu nói: "Đúng vậy." Chu Giới Như lại hỏi: "Gương bình thường chỉ soi được hình ảnh đứng trước nó, cái gương này sao lại có thể soi được cả những sự việc đã làm trong đời như vậy?" Trương Hằng Chiếu nói: "Gương của con người chỉ soi được hình ảnh cơ thể bên ngoài, còn gương thần lại soi được những thứ ẩn sâu trong tâm họ. Khi người ta làm việc gì đó thiện hay ác, trong tâm mình đều minh bạch cả. Một khi đã minh bạch rồi thì trong tâm sẽ luôn nghĩ tới điều này, trong tâm luôn nghĩ tới chuyện này thì sẽ lưu lại hình ảnh về chuyện ấy. Cho nên chỉ cần soi một cái là toàn bộ hiện ra hết. Nếu vô tình phạm lỗi, bản thân họ cũng không hay biết thì không thể soi thấy. Bởi vì họ sẽ không để tâm tới chuyện ấy nên cũng không có hình ảnh của chuyện đó lưu lại trong ký ức." Diêm Vương khi xử án tại địa phủ chỉ nhìn vào tâm của con người, xem việc đó là vô tình hay cố ý, rồi từ đó mới phân ra thiện ác. Ông phải minh bạch được điều này, nên ngay khi chưa thực sự làm một việc xấu ác nào đó, mới chỉ nào đó. Tâm sự của ba chàng trai. Chuyện thứ nhất. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên An Bằng, 18 tuổi. Trước đây tôi tà dâm rất nhiều năm, hiện tại đã giới tà dâm được mấy tháng. Sau khi phát nguyện giới dâm, tôi thường phóng sinh, bố thí, lo bồi đức, lập hạnh để phục hồi phúc báo. Nhớ lại giai đoạn còn thủ dâm, tôi bị rất nhiều hoạn nạn xui xẻo. Do từ nhỏ tôi đã có tính hiếu sắc, ưa tà dâm. 12 tuổi tôi đã bắt đầu tà dâm, ưa tự thỏa dục. Người lớn khuyên thì tôi cứ giới rồi phạm. Nhưng bây giờ tôi đã 18 tuổi. Trước đây lúc đi học, tôi thường bị người coi khinh, xem thường, cư xử như đối với kẻ đần độn ngu ngốc. Sau đó, do báo ứng của tà dâm, tôi học không nổi, bỏ trường đi học nghề, làm thợ. Nhưng trí óc quá lú lẫn, si ngốc. Người ta học một lần thì biết, còn tôi học đến mấy lượt mà chưa rành. Tôi làm hơn một năm, do quá dở và chậm hiểu nên cuối cùng bị sa thải. Những ngày tháng tiếp theo đó, tình cờ tôi tiếp xúc với trang web Đại Bi Bạc Khổ giới tà dâm và đoàn Đại Bi Bạc Khổ đi vào hướng quang minh, khiến tôi tỉnh giác và hiểu sâu sắc tác hại của tà dâm. Không những gây hại cho bản thân mà còn gây hại lây cả cha mẹ. Thế là kể từ đó, tôi dũng mãnh phát thệ làm người tốt, nguyện dứt trừ tà dâm. Không những tự cứu mình mà còn siêng năng tham gia công tác quảng bá các thiện thư và sách dân quả, khuyên người giới tà dâm.
Lời thề xuất phát từ tâm cương quyết, buông bỏ thói xấu, nguyện làm người khiết bạch chánh đại quang minh, đã giúp tôi dứt bỏ tật thủ dâm dễ dàng. Số là hồi trước tôi sắp đi kiểm tra sức khỏe để nhập ngũ, nhưng do lỗi từ thỏa dục mà sức khỏe có vấn đề nên không thể đi. Khi tôi phát thề giới dâm, nguyện làm toàn việc thiện rồi, thì những chuyện may mắn bỗng xảy ra. Có một anh là con bà mẹ tôi, do có chuyện đột xuất nên không thể đi khám sức khỏe đầu quân vào chỗ ngon. Vì vậy mẹ anh liền mời tôi đi thay. Vốn là tôi cũng không có đủ tiêu chuẩn để lọt vào. Nhưng lúc đó không hiểu sao người ta lại sắp cho tôi vào đội dự bị quân, cũng xem như là lính, chỉ không mạnh bằng lính chánh quy thôi. Do quá khứ tôi tà dâm dẫn đến tĩnh mạch bị bệnh, cũng đã làm phẫu thuật. Nếu như tôi vào bộ đội chánh quy thì sẽ không kham nổi các huấn luyện cao và nghiêm. Còn được vào đội dự bị, thông thường chỉ trông coi vũ khí, mỗi tháng còn được lãnh 500 đồng mà chẳng bị huấn luyện nghiêm khổ chi. Chưa kể là tôi ở đội dự bị chừng 1 năm thì có thể xung thẳng vào đội chính quy. Nhưng đến lúc đó tôi không còn bị khảo hạch khắt khe mà binh chủng vẫn xếp theo trước đó. Các chăng là cũng đồng thời bước vào lính chánh quy, xong người ta thì bị xem là tân binh, nhưng tôi lại được xem là lão binh. Dù có làm ban trưởng hay ở lại đội cũng không nhầm chi. Hôm nay tôi viết ra bài này không phải để khoe, mà là muốn nói với mọi người. Trước khi tôi chưa giới tà dâm thì đến đâu cũng bị người khi dễ coi thường. Nhưng sau khi tôi nguyện tu sửa, đổi mới cuộc đời, dù tôi chỉ mới giới dâm chừng vài tháng thôi, thì cơ hội tốt đã đến. Xem như cả địa khu này họ chỉ tuyển 10 nhân viên dự bị, đa số người được chọn đều là con em cán bộ cao cấp. Xét hoàn cảnh nhà tôi thì xem như khó bề giới tới, vậy mà tôi lại được thu nạp dễ dàng, bạn thấy có lạ không? Từ khi phát nguyện tu sửa, hàng ngày tôi luôn quyết tâm dứt ác làm lành, còn viết bài khuyên người giới dâm. Nguyện không xem tất cả văn hóa sắc tình, diễn ly hẳn mọi điều liên quan đến tà dâm. Tôi tinh tấn niệm Phật, giúp người phóng sinh, bố thí, làm nhiều việc thiện, mang tâm tư hạnh phúc kinh an. Tôi nguyện trọn đời trọn kiếp mãi mãi giới tà dâm. Giờ đây tôi sống rất hạnh phúc. Xin chia sẻ kinh nghiệm này cùng bạn đọc, mong những ai có thói xấu giống tôi sẽ dũng mãnh từ bỏ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật, trên báo tứ ân, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy, nghe, đều phát bồ đề tâm, mạng báo thân này xin về cõi an vui. Chuyện thứ hai. Tôi thi đậu vào 2 trường đại học, nhưng quyết định chọn học ở viện nghiên cứu. Trong thời gian này, tôi thường lăng nhăng cùng nhiều bạn gái và phạm thủ dâm liên tục, nên thân thể dần dần phát sinh nhiều bệnh. Đầu tiên là bị viêm mũi, tiếp đến là viêm khớp, viêm dạ dày, viêm ruột. Khi chơi đá banh thường bị đau nhức đến mấy ngày. Tôi tìm y viện giỏi nhất để trị liệu, tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng hiệu quả không cao, bởi các chứng bệnh mãn tính này luôn hành hạ tôi. Song thân tôi lao tác gian khổ, dù có cố làm thêm, lãnh nhiều việc cho mấy, cũng luôn lâm vào cảnh không dành dụm được bao nhiêu. Phần tôi đính hôn xong thì phải chia tay, xài sạch hết của tích lũy trong nhà, công tác luôn gặp bất lợi. Tôi làm việc luôn bị cấp trên chèn ép, thật tính lật lọng. Tôi học về ngành luật, muốn lấy được bằng luật sư thì phải khảo thí bên tư pháp, rồi làm thực tập hơn 1 năm. Bằng luật sư do cục tư pháp cấp. Nhưng sau khi tôi làm xong thủ tục hồ sơ thì lại xảy ra lũng củng, ác tách, chưa thể nhận bằng. Do giám đốc đối với tôi không tốt, là phải thực tập tiếp, kéo dài nhiều lần đợt. Tôi chẳng biết vì sao sinh hoạt công tác và quan hệ gia đình của tôi dần dần biến thành phức tạp, rối rắm như thế. Tôi suy nghĩ 100 lần cũng không giải thích nổi. Mãi đến hơn 1 tháng trước,
tôi gặp một bạn Phật tử có công phu tu rất cao. Vừa nhìn tôi, anh liền giải thích rõ mọi nguyên nhân và khuyên tôi không nên tà dâm, thủ dâm nữa. Bởi vì thói xấu đó làm tổn hại phúc báo rất nhiều. Anh nói, nếu bạn giới dâm rồi, chỉ sau 3 tháng, bạn sẽ phát hiện gia tộc ngày càng hài hòa, sức khỏe cũng chuyển tốt, tật bệnh tự động tiêu. Quan hệ giao tế mỗi lúc một khả quan, tài phúc phát càng nhiều. Trước đây, do bởi bạn hay thủ dâm, là quan hệ lăng nhăng cùng nhiều cô gái, vì vậy mà tình duyên, công danh sức khỏe đều thất bại. Tôi tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh khuyên. Tôi cương quyết giới tà dâm. Tính đến nay mới hơn một tháng, nhưng hiệu quả thu được khiến tôi kinh ngạc. Tôi bắt đầu cảm thấy thân thể cường tráng, tinh lực sung mãn, nhất là khả năng tập trung và trí nhớ tăng cao. Chứng viêm mũi, viêm khớp biến chuyển sang hướng tốt. Ban ngày không còn bị nghẹt mũi, tuy đêm ngủ còn bị chút ít. Song thân tôi bắt đầu trở nên hòa thuận. Mẹ tôi thường mỉm cười, ngay cả phụ thân bình thường nghiêm nghị cũng trở nên quan hỷ, luôn cười sảng khoái. Đối với các hiện tượng này, tôi rất khó hiểu. Nếu bản thân tôi nhờ giới dâm mà thân thể chuyển biến tốt thì không thấy lạ. Nhưng vì sao gia đình cũng có thể dần chuyển tốt theo như thế? Anh bạn tôi giải thích, nếu bạn tà dâm, bạn sẽ nhìn thấy hiện tượng người bên cạnh mình dần dần phát sinh bất hòa. Gia đình là tối thân cận nhất với mình, sẽ nhận chịu liên lụy từ ảnh hưởng không may này. Một khi gia đình bất hòa, bạn sẽ mất an ninh. Đây chính là biến tướng mài luyện đối với bạn, mục đích khiến bạn phải chịu báo ứng tương xứng với phẩm hạnh xấu của mình. Thế nên tôi dùng kinh nghiệm tự thân đã trải qua, chân thành khuyên các bạn. Những ai có thói quen thủ dâm, bất luận là nam hay nữ, hãy mau mau giới trừ, dứt bỏ. Bạn đừng có nhẹ dạ tin vào những lời tuyên bố của mấy ông bác sĩ hay các chuyên gia, cho rằng tà dâm thủ dâm là chuyện bình thường vô hại. Thực ra nguy hại của thủ dâm rất lớn, nhưng họ lại tuyên bố là bình thường, là thông cảm được, vân vân. Điều này rất sai lầm. Mà chúng ta âm thầm nhận chịu hậu quả nguy hại của thủ dâm mà không hề hay biết. Do thói xấu này cực kỳ nguy hiểm, hủy hoại phúc đức của ta rất nhiều. Những lập luận cho thủ dâm là vô hại, bình thường, là cách xả dục đơn phương, giúp giảm stress. Nói như thế chỉ là mượn cớ để dung túng lỗi xấu, đồng thời cũng tạo cớ để tha hồ phóng túng tình dục, quân dưỡng thói quen ác mà thôi. Những luận thuyết cho thủ dâm là có ích, tất nhiên sai hoàn toàn. Bởi vì một người có ác tập thủ dâm sẽ không có ý chí, nghị lực, vô phương khống chế mình, dễ sa vào phóng túng vô độ, sẽ tự làm tổn phúc báo lẫn sức khỏe mà không hay. Kể từ sau khi thề nguyện giới dâm, quyết sống trong sạch rồi, thì thân tâm tôi thay đổi hẳn, trở nên rất khinh an, thoải mái, thái độ ủ rũ nặng chí trước đây không còn. Từng ngày sống như được thái dương chiếu rồi. Trước đây do tinh thần sa sút, lại thêm vận động ít, dù tôi có tới phòng tập thể dục và chơi đá banh, nhưng không đạt hiệu quả. Thân thể và tinh thần đều rối rắm. Đây là do tôi không tìm ra nguyên nhân. Ngày xưa khi đọc câu, trong lòng quang minh chánh đại giống như có thái dương soi rọi nơi tâm. Khi đó tôi không hiểu, giờ đây cuối cùng tôi cũng cảm nhận được. Bạn cứ thề nguyện giới dâm, sống thanh khiết đi, rồi bạn sẽ nếm mùi vị an lạc tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình vạn phần may mắn và vô cùng tri ân vì bằng hữu đã chỉ lỗi phá mê cho tôi. Tôi cũng hy vọng bài văn này sẽ giúp ích cho bạn. Tôi tin, chỉ cần kiên trì, bạn nhất định sẽ cảm thọ được niềm hạnh phúc của thân tâm thanh khiết. Luật sư X. Chuyện thứ ba. Quay đầu nhìn lại cuộc sống quá khứ của tôi, đa số thường thất bại. Trước đây các cô luôn đeo theo tôi, bây giờ tôi đeo đuổi lại mà họ chẳng thèm lý đến. Tình cờ xem một giới tà dâm trên mạng, tôi học được rất nhiều điều hay, mới hiểu ra thủ dâm
là khiến cả đời bần tiền, làm việc gì cũng thất bại không thành. Trang web với tà dâm không những tuyên truyền giáo dục, giúp người ta nhận ra nguy hại của tà dâm, hơn nữa còn giới thiệu nhiều điều vi diệu về chú Lăng Nghiêm. Tôi vốn là một kẻ vô thần, mới đầu chỉ mang tâm thái xem thử, hành thử mà thôi. Hàng ngày trước khi ngủ, tôi chịu khó tụng một biến. Mặc dù không hiểu rõ câu văn từ ngữ, nhưng ai ngờ kỳ tích lại xuất hiện. Bây giờ hầu như tôi rất khó có tư tưởng tà dâm với phái nữ. Mỗi khi tình cờ, khi xem các cảnh quay set hở hang nơi truyền hình hay trong phim, lòng tôi cũng không có cảm giác gì. Mới đầu tôi còn tưởng mình bị bệnh vô cảm, nhưng sau khi đi kiểm tra sức khỏe và đo lường mức độ nam tính, bác sĩ mỉm cười bảo tôi rất khang kiện về mọi mặt, nên tôi an tâm. Trước đây mỗi lần thấy mấy cô gái xinh đẹp là tôi khởi ưa thích dòng độc, nhưng bây giờ trong tâm hoàn toàn không có bất kỳ tư tưởng tà dục nào, tôi chỉ thấy là họ đẹp mà thôi. Tôi đã phát thệ với tà dâm, sống thanh khiết từ tinh thần đến thể chất. Tính đến giờ đã giới dâm được 1 tháng, mà nói là giới cũng không phải, vì khi lòng không còn dung chứa hay tồn động ý dâm thì hành vi xấu này hết chỗ để phát sinh. Tâm tôi không còn muốn điều ấy nữa, nên giới tự nhiên thành. Hôm nay tình cờ đó là chiều cao, mới thấy có tăng thêm. Bây giờ tôi đã cao hơn 1m8. Còn nữa, dù chương trình học tại nước Đức được nhìn nhận là khó, ngay cả sinh viên bản địa cũng khó khăn, vậy mà tôi thi đậu với điểm rất cao. Điều này khiến tôi vô cùng hoan hỷ. Tuyệt hơn nữa là công việc bây giờ đang tiến triển thuận lợi. Đã có mấy người bạn giới thiệu tôi làm phiên dịch cho các công ty kinh doanh lớn, vì tôi rất giỏi ngoại ngữ, biết trên 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Đức. Nhớ lại trước đây lúc còn thủ dâm, do hành vi này khiến tôi bị tổn phúc báo, nên đi tìm công tác rất khó khăn, đến mức tôi chỉ có thể làm thông dịch viên đài hạ giá nơi cái quán ăn mà thôi. Nhưng từ khi tôi thệ nguyện với tà dâm, quyết tu tỉnh học Phật rồi, thì lại tìm được chỗ làm rất ngon, lương cao không ngờ. Ít nhất tôi cũng có thể kiếm được 10.000 euro cho mỗi tháng. Sau khi tu học Phật, nguyện làm người thiện lành rồi, thì cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều. Bây giờ thân thể tôi rất cán kiện, dung nhan rạng rỡ. Khi chơi đá banh, lúc người khác đã bệt bò ra, thì tôi vẫn còn sung sức, chưa thấy gì. Trí nhớ cũng trở nên cực tốt, bởi tôi có xem chi, chỉ lướt qua là đã nhớ đến 8/10. Vừa nhìn là nhớ ngay. Hiện tại tôi rất vững tin rằng mình có thể tốt nghiệp mỹ mãn, học theo kịp các bạn, dù trước đây họ đã vượt qua tôi rất xa. Chính nhờ vào giới tà dâm mà tôi đã phục hồi nhân thân, phẩm cách tốt, sống xứng đáng trong kiếp người và có thể sáng tạo tương lai sáng lạng theo ý mình, nhờ vào việc không ngừng tu bồi đức hạnh. Xin chân thành chia sẻ kinh nghiệm quý giá này cùng bạn. Mong bạn hãy từ bỏ tất cả tật xấu. Hỡi các bạn nam nữ, xin hãy cương quyết với tà dâm cùng chúng tôi. Du học sinh A, 15 tháng 3 năm 2016.